Xin chào mọi người. Lâu lắm mới lại quay được đoạn video siro để cho mọi người làm. Đây này. Đợt này thì Hà Nội thì miền Bắc mưa gió quá. Yên à, siro yên. Cho siro miếng này. Cho Zumi này. Ngồi xích lại. Ok, ngồi yên đấy, để yên cái đồ ăn đấy. Mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó thay đổi, rất là nhiều người hỏi về con chó nó bị ốm. Thì nhân tiện cái video này thì mình cũng chia sẻ luôn với mọi người ấy, là cái thời tiết ở miền Bắc của mình ấy, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung, chứ miền Nam thì nó đỡ hơn nhiều. Là những cái đợt mà mưa phùn như thế này, là những cái đợt dịch bệnh nó phát triển rất là khủng khiếp. Nhất là những cái bệnh theo kiểu bệnh truyền nhiễm virus. Vì sao? Vì là cái cơ thể của con chó nó bị yếu thì nó nhiễm bệnh. Chứ còn bình thường ấy thì cái thời tiết nó dễ chịu thì cái con chó nó khỏe thì nó không bị. Nhưng mà như cái đợt này là nhất là cho con, thời tiết nó thay đổi và nó ở cái diện thời tiết khắc nghiệt thì cái con chó con nó sẽ yếu. Và khi con chó con nó yếu thì nó dễ mắc bệnh lắm. Mà cái cách tốt nhất ấy là phòng để nó không bị bệnh thôi. Chứ còn nếu mà con chó con mà nó bị những cái bệnh virus thì cái tỷ lệ sống của nó rất là thấp. Tỷ lệ nó phụ thuộc vào cái đàn chó, cái gen giống của nó, cái sức khỏe gọi là tự thân của nó, hay là gọi là bình thường các cụ gọi là sức sống của nó. Cái con nào sức sống nó, cái đàn nào mà cái con chó sức sống nó khỏe thì cái tỷ lệ sống nó cao. Chứ còn nếu mà như bình thường thì thực sự là nếu mà đã cứ xác định là nếu mà cứ dính bệnh bệnh virus thì xác định là thập tử nhất sinh. Nên là mọi người lưu ý nhé, nếu mà ai có cho con thì cố gắng mà giữ cho cái chỗ ở của nó ít bị ảnh hưởng với môi trường, ít bị ảnh hưởng nhất, để cái sự thay đổi của môi trường nó là từ từ thì con chó nó còn thích nghi được. Chứ nó bột một cái như những cái đợt này, thường là chó phát sinh bệnh là trong vòng khoảng 3-4 ngày gần đây. Tức là cái đợt mưa này, mưa lạnh này nó kéo dài đến hôm nay là nó sang ngày thứ 6 rồi. Nhưng thường ấy, là khi mà nó phát sinh ấy là nó chỉ sau khoảng tầm 3 ngày là con chó phát sinh ngay khi thay đổi thời tiết. Vì nó yếu người, 3 ngày là nó đủ để nó dính bệnh rồi. Nên là mọi người phải lưu ý. Còn đây là siro. Đó. Mọi người thấy siro ngoan không? Đây, đồ ăn để đây này. Đồ ăn vặt. Nhưng mà nói không là không. Rồi yên đấy, nhìn màn hình nha. Siro nhìn màn hình nha. Nhìn màn hình đấy, siro là được ăn nhiều hơn con Yumi một miếng rồi đấy nhá. Vừa siro được ăn mà con Yumi nó chưa được ăn đâu. Ở cái giống rốt này thì nó rất là khôn. Có thể nói là cái giống rốt này mình đánh giá nó là cái giống chó khôn nhất ở trong các cái giống chó khi tiếp xúc với người. Mà không phải riêng mình mà thế giới người ta cũng công nhận cái điều ấy. Thì thế giới người ta công nhận cái điều là như mình nói là cái con rốt nó là cái giống thông minh nhất trong tất cả các giống chó ấy. Nhưng tất nhiên phải là con rốt chuẩn. Chứ còn rất nhiều người bảo là cái giống rốt này nó ngu lắm, chỉ được to xác, chỉ biết ăn, chả biết làm gì, chỉ có ăn với ị theo kiểu thế. Vì mọi người chưa nuôi được vào cái con chó chuẩn. Thế thì tại sao mà mình lại nói là cái thế giới, cả thế giới nó thừa nhận là cái giống rốt này nó là cái giống mà nó khôn nhất khi nó gần người. Tức là nó cái tiếp xúc với người nó là giống chó khôn nhất. Nó hiểu ý chủ rồi tất cả mọi thứ, chiều chủ hay là ngày kia hay là tình cảm, biểu hiện tình cảm. Vì hiện tại, ở thời điểm hiện tại thì ở trên thế giới người ta đã có một số nước là người ta chữa cái bệnh tự kỷ, cái bệnh người bị tự kỷ ấy, là người ta dùng cái liệu pháp là người ta dùng chó để cho tiếp xúc với người. Thì người ta, cái con chó mà người ta lựa chọn nó là con chó Rottweiler. Người ta dùng con chó Rottweiler để chữa cái bệnh tự kỷ. Vì sao? Vì khi nó tiếp xúc với người ấy, là nó hiểu, tức là nó có thể giao tiếp được, nó giao tiếp được với người, nó khôn đến cái mức như vậy. Tại sao người ta không chọn các cái giống chó khác? Thì các giống chó nhỏ thì có phải là nó sẽ dễ hơn không?
so với một con chó to như thế này mà đưa đến một cái bệnh nhân là một cái người lạ lại phải mất thời gian vài ngày vài lần làm quen theo kiểu như thế, không là ở thì này chỉ ở được có độ tầm tiếng hay là đến nhiều thì 2 tiếng rồi lại phải đưa chó về, rất mất công. Nhưng những cái giống chó khác nó không giải quyết được, nó không làm được, nó không hiểu được người như thế. Thì đấy, chia sẻ với mọi người là cái giống rốt này nó người ta hiện tại bây giờ một số nước trên thế giới là người ta dùng cái liệu pháp chữa bệnh tự kỷ, là người ta cho cái người bệnh người ta chơi với con chó, tiếp xúc với con chó, vì cái giống rốt này nó hiểu được, nó giao tiếp được với người đó. Cho nên là ai ấy mà nói là cái giống này nó là cái giống chó mà ngu lắm hay là này kia thì mọi người phải xem lại, tức là con chó mọi người nuôi nó chưa chuẩn đâu. Chứ còn tất cả những cái người nuôi chó mà gần chó mà bắt những cái con chó của trại nhà mình, tức là phải những người nuôi gần, càng gần thì sẽ càng thấy cho nó khôn, thì mọi người sẽ đều có thể hiểu được là cái giống chó này nó rất là khôn, đều phải nhất trí với nhau nó khôn. Cũng gọi là như kiểu là con người thì nói gọi là nói đùa gọi là như ma nhập. Vì sao? Vì nói gì nó cũng hiểu theo kiểu thế. Đó. Còn đây là Siro, từ ngày mà ba đời chỉ còn có một đời thôi, bốn đời là còn hai đời, nhưng mà chuyển một đời sang trại chỉ giữ lại Siro nuôi thôi. Để ít ra video thì thực sự nói nó vẫn ảnh hưởng tâm lý mọi người, tự nhiên nó thiếu hụt nên nó sẽ cần một cái thời gian để mà có thể là gọi là cho nó về bình thường, chắc là lâu lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì mình sẽ quay Siro và sẽ quay bọn ở bên trại để cho mọi người ngắm. Còn như đợt này cho con ấy thì có mấy người đang chờ cho con, và mình cũng đã nhận cọc của mấy người Siro nhé, để anh nói chuyện. Mình cũng đã nhận cọc của mấy người là cho con ấy, thì là đợt này là cho con là trại có hiện tại bây giờ là trại đang có 10 con cho con mới sinh, ra Tết sẽ đón được, thì mọi người chờ để cho con nó lớn lớn lên một chút thì mình sẽ quay video. Cho con đợt này thì không quay video nhiều được vì mình không nuôi tại nhà mà nuôi ở bên trại. Ở bên trại thì phải để cho nó lớn lớn lên một tí thì lúc đấy thì mới quay để cho mọi người nhìn con chó, ngắm cái con chó con đó. Thì mọi người mà chờ cho con thì mọi người cứ chờ nhé, là đợt này là cho con là 10 con thì là có 3 con đực, 7 con cái. Đây, rất nhiều người thì chờ cho đực, nhưng mà cho đực thì đợt này nó lại ít chó đực hơn cho cái. Thì chờ con chó con là nó có thể là nó mở mắt hoặc là nó ăn dặm hoặc như thế nào đấy thì mình sẽ quay. Tức là để quay video con chó thì đôi khi nó còn phụ thuộc thời tiết nữa. Thời tiết là nó phải nắng ráo, nó khô thoáng cái này kia. Nếu mà mưa gió như thế này thì cũng hạn chế tiếp xúc. Tức là cái người chăm ở bên trại cứ chăm, vì cái đơn giản là nếu mà mình sang thì là có thể là trên cái đường mình đi là có thể đi qua những cái chỗ này kia nhiễm mang cái mầm bệnh vào. Hạn chế, nói chung là những cái đợt như này là hạn chế tiếp xúc. Đó, thành ra là đấy là cũng là một cái để gọi là tăng thêm cái độ an toàn thôi, chứ còn thì đấy là như nói lại từ ban đầu cái thời tiết của cái đợt này thì nó khủng khiếp lắm. Nuôi các cái giống khác thì mình không biết, nhưng mà riêng nuôi chó thì những cái đợt mà thời tiết theo kiểu mưa phùn kéo dài như này là những cái đợt mà nó phát sinh dịch bệnh không có lần nào không. Là những cái đợt mà có thể nói là cho con nhất là cái giống chó Tây thì có thể nói là 10 thì chỉ có 5, nên là sẽ mất một nửa cho con ở trên diện rộng ấy, thì mình không nói là ở một cái điểm nào, nhìn chung là như thế. Những cái đợt như này là những đợt rất khủng khiếp. Và để mà có một cái con chó con khỏe mạnh để mà có thể là bán để cho mọi người nuôi là nó cũng rất là nhiều công phu đấy, nó phụ thuộc rất nhiều thứ. Thời tiết nó thuận lợi rồi có thể con chó con nó vẫn cứ dính bệnh bình thường. Nếu mà chăm con chó con mà không để ý sơ suất để con chó con nó yếu người thì nó cũng vẫn phát sinh bệnh. Còn cái những cái đợt thời tiết nó thay đổi như thế này thì rất là khó để có thể đảm bảo được sức khỏe của con chó con. Vì là chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta sẽ hạn chế cái tác động của môi trường.
tức là làm chậm cái quá trình thay đổi lại, tức là bụp cái là nó đang thì cái thời tiết khoảng 20 mấy độ, nó bụp cái nó xuống 15 độ theo kiểu như vậy. Thì chúng ta để cho nó từ từ, cái cách phòng bệnh này chúng ta để cho nó từ từ, để cho nó từ 20 mấy độ nó xuống 20 độ rồi xuống, rồi nó mới xuống 15 độ, coi như nó có một cái nấc nấc ở giữa để nó thích nghi. Đấy, đấy là về lý thuyết nó làm như thế. Nhưng mà cái đấy thì dễ thực hiện với con chó nuôi trong nhà. Còn nếu con chó nuôi ở trong trại thì nó sẽ có một cái độ thoáng, nó sẽ khó thực hiện. Đó. Nhưng cũng là chia sẻ như thế để mà mọi người mà có thể là đợt này mà không may nuôi con chó ở trong gia đình, nhưng mà không may là con chó nó cho con nó ốm bệnh, thì mọi người lần sau mọi người sẽ để ý những đợt thay đổi thời tiết như thế này. Cố gắng hạn chế cái sự thay đổi của môi trường đi cho con chó, hạn chế cái sự thay đổi nhanh, làm sao cho từ từ thôi, để con chó nó thích nghi được thì con chó nó sẽ khỏe, và khỏe thì con chó mà cái sức khỏe của nó tốt thì nó không bao giờ nó sợ một cái bệnh gì, những cái bệnh truyền nhiễm. Chỉ bệnh truyền nhiễm nó chỉ bị khi con chó nó yếu thôi, con chó nó yếu ở trong người, tức là nhìn thấy nó khỏe bên ngoài nhưng thực ra trong người nó yếu. Mọi người theo kiểu thế, mọi người theo kiểu như có thể hiểu, dễ hiểu như là một cái người mà ở trên người mình đi ăn uống là thiếu khoa học theo kiểu như thế, hay là ăn uống là dinh dưỡng bị lạch, nhậu nhẹt suốt, không có cái ăn những cái chất xơ hay là này kia, thì những cái người đấy thì nhìn thì béo tốt thật nhưng thực ra người ta yếu ở trong người, người ta yếu. Và nếu mà có những cái đợt mà nó thay đổi thời tiết hay như là những đợt ốm dịch bệnh theo kiểu là cảm cúm hay là này kia, những cái theo cái kiểu là ở cái dạng dịch ấy, thì người ta sẽ bị đó, mọi người hiểu như thế. Còn những cái người khỏe, mọi người sẽ thấy có những người rất hiếm khi người ta ốm theo kiểu vậy, người rất ít khi người ta ốm theo kiểu ốm, bị ốm truyền nhiễm, vì là cái ở trong cơ thể cái thể chất người ta nó khỏe, gọi là cái thể chất chứ không phải thể lực. Thì cái con nuôi con chó nó cũng như vậy thôi. Chia sẻ đây thế để mọi người mà nếu mà có ích thì mọi người sẽ phòng được, bớt được, giảm được cái rủi ro đó. Còn Siro hôm nay là quay lại với Siro, ngắm Siro tí, Siro thèm ăn quá, cứ nhìn chăm chăm vào cái cốc này thôi. Đây, để cho mọi người ngắm Siro tí. Để này để mọi người còn nhìn được mặt Siro kìa. Siro cứ nhăm nhe vào cái chỗ đồ ăn này. Phải có đồ nhử này. Đây. Đó. Mọi người thấy chúng nó rất là hiểu chuyện, kể cả con poodle. Đây. Mình con nuôi con poodle. Tất nhiên là con poodle là mình nuôi là con poodle dạng nuôi chơi, nuôi nó 9 năm rồi. Bây giờ là thế rồi, nhưng mà bây giờ là nó 9 tuổi rồi đấy. Nuôi nó từ 2013.